Ok, chúng ta bắt đầu vào bài học nha. Rồi, nội dung hôm nay các bạn ghi đó là phương trình tham số của đường thẳng. Phương trình tham số của đường thẳng. À, thầy ấn nhầm đấy. Phần thứ nhất, các bạn ghi cho thầy là bài toán 1. Đó là chúng ta sẽ lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm bờ có tọa độ x0, y0. Có vectơ chỉ phương U tọa độ là AB. Vậy hình ảnh của nó như thế này các bạn này. Đấy, chúng ta có một cái đường thẳng delta này đi qua điểm M và có vectơ chỉ phương U. Khi đấy đường thẳng delta có phương trình tham số là, đây là phương trình tham số các bạn nhé. Delta hai chấm này. X bằng Y bằng. Các bạn lấy cái tọa độ ở dưới này là AB nhân với T. Rồi cộng với tọa độ ở phía trên. Đấy, lấy tọa độ ở phía dưới nhân với T rồi cộng tọa độ ở phía trên. Tương ứng, kết quả sẽ là A nhân T cộng x0 và B nhân T cộng y0. Chúng ta ghi cái câu nói đó là nhân dưới cộng trên. Nhân dưới cộng trên. Đấy, chúng ta nhớ cho thầy cái câu nói này, nhân dưới cộng trên. Tức là gì? Lấy tọa độ ở phía dưới này nhân với t rồi cộng với tọa độ ở phía trên tương ứng. Chúng ta xét ví dụ số 1. Hãy lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm M có tọa độ 2, 1. Đi qua điểm M có tọa độ 2, 1. Vectơ chỉ phương U có tọa độ là trừ 3, 2. Khi đó đường thẳng delta sẽ có phương trình tham số là delta 2 chấm này. X bằng Y bằng. Các bạn lấy tọa độ ở phía dưới nhân với T. Các bạn nhớ nhé, nhân với T. Sau đó cộng với tọa độ ở phía trên. Đấy, chúng ta nhớ cách đọc như vậy. Thì sẽ được là âm 3T cộng 2, 2T cộng 1. Phương trình các bạn đang nhìn thấy được gọi là phương trình tham số của đường thẳng delta. Xét ví dụ số 2. Hãy lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A có tọa độ âm 3, 2. Vectơ chỉ phương U của delta có tọa độ là 2 trừ 7. Khi đó đường thẳng delta có phương trình là, x bằng Y bằng. Rồi thầy nhờ mời một bạn đọc cho thầy kết quả nhé. Thầy mời Hoài Ngọc nè.
Hoài Ngọc đọc cho thầy kết quả. Thầy ơi, thầy giảng lại cho em một xíu được không? Em vẫn chưa hiểu. À, ok. Em nhìn này. Em lấy tọa độ ở phía dưới nhân với T. Ví dụ ở phía dưới nhân với T rồi cộng tọa độ ở phía trên. Vậy x sẽ là 2T cộng với âm 3 chính là trừ 3. Tiếp này. Lấy tọa độ ở phía dưới nhân với T rồi cộng với tọa độ ở phía trên thì là trừ 7T cộng 2. Ngọc hình dung ra được chưa? Dạ rồi ạ. Ờ, ok. Thế bây giờ Ngọc sẽ cùng với thầy làm ví dụ số 3 nha. Hãy lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm B có tọa độ 4, trừ 2, có vector chỉ phương U, tọa độ là 3, âm 4. Thì đường thẳng delta có phương trình tham số là. Nào Ngọc đọc cho thầy nào. Em thưa thầy là x bằng 3t trừ 2 ạ. À 3t. 3t trừ 4 ạ. Cộng trên. 4. Cộng 4 ạ. Rồi y bằng. Trừ 4t trừ 2 ạ. Rồi em đã hiểu được chưa? Đã rồi ạ. Ok rồi. Xét ví dụ số 4. Hãy lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm O có tọa độ là 0, 0, có vector chỉ phương U, tọa độ là 2, 1. Khi đó đường thẳng delta có phương trình tham số là. Thầy mời Ngọc Diệp. Dạ. Vậy đường thẳng delta có phương trình tham số bao nhiêu? Như thầy là x bằng 2t cộng 1 ạ. 2t cộng 0 cộng trên này. À cộng 0. Đúng rồi. Cộng 0 này. Y bằng t cộng 0 này. Đúng rồi, t cộng 0. Đấy, tức là các bạn lấy tọa độ ở phía dưới nhân với t, sau đó cộng với tọa độ ở phía trên tương ứng. Các bạn nhìn ra được chưa? Đấy. Rồi, ví dụ số 5 là các bạn. Ví dụ số 5 là yêu cầu chúng ta lập phương trình của trục OX. Đấy, lập phương trình của trục OX. Thế bây giờ chúng ta vẽ cái hệ trục tọa độ ra để xem là làm sao để lập được cái trục OX các bạn. Rồi, đây là hệ trục tọa độ này. À, các bạn nhận thấy là cái trục OX này nó sẽ đi qua điểm O này. Đấy. Như vậy trục OX sẽ đi qua điểm O. Có tọa độ là 0, 0. Chúng ta sẽ tìm vector chỉ phương của trục OX nhé. Nếu các bạn còn nhớ thì vector chỉ phương của trục OX chính là vector Y. Có tọa độ là 1, 0. Như vậy vector chỉ phương của trục OX chính là vector Y. Có tọa độ là 1, 0. Từ đây chúng ta suy ra trục OX có phương trình tham số là. Thầy mời Hương Ly cho thầy phương trình nào. Hương Ly. Dạ. Em đọc phương trình cho thầy. Em đưa thầy là bằng t cộng 0. Rồi, x bằng t cộng 0, không cần viết số 0 nhá. Y bằng 0 ạ. Rồi, ok. Đấy, như vậy các bạn đã biết được phương trình tham số của trục OX. Các bạn nhìn thấy nó đặc biệt chưa? Rồi, tương tự bây giờ chúng ta sẽ lập phương trình của trục OY các bạn nhé. Có phải vẽ cái kia vào không ạ? À, các bạn vẽ vào để nhìn cho dễ. Để mình biết được nó đi qua điểm nào và nó có vector chỉ phương là gì. À, quan sát trong hình này thì các bạn thấy trục OY sẽ đi qua điểm O có tọa độ 0, 0. Đấy, và có vector chỉ phương Z.
Đây này, vectơ chỉ phương của nó đây các bạn này. Đấy, đây là vectơ G đây. Và chúng ta còn nhớ buổi học hôm trước rồi, vectơ G tọa độ của nó là 0, 1. Từ đây suy ra trục OI có phương trình tham số là thầy mời Khánh Ly, cho thầy kết quả Khánh Ly. Khánh Ly. À, Khánh Ly không nghe thấy à? Thầy mời Cúc nè. Cúc đọc kết quả cho thầy Cúc. À. Rồi. Cúc lại chat với thầy. Ok, x bằng 0 và y bằng t. Rồi, chính xác rồi, x bằng 0 và y bằng t. Ok, không có mic à? Hậu Covid mất giọng luôn. Ôi trời, khổ quá. Rồi, ok. Covid nó hành hạ con người ta ghê gớm thật. Đấy, các bạn nhớ được phương trình tham số của trục OX và trục OY như này các bạn nhé. Rồi, chúng ta xét một cái ví dụ. Số 5, thì trong cái ví dụ số 5 này thì các bạn có thể lập được cái phương trình của trục OX, có thể lập được phương trình của trục OY. Bây giờ chúng ta xét một cái trường hợp đặc biệt, đó là ví dụ số 6. Ví dụ số 6. Đó là các bạn hãy lập cho thầy đường thẳng delta đi qua điểm M. Các bạn nhìn nhé, đi qua điểm M này. Có tọa độ là 2, 3 và song song với trục OX. Đấy, đi qua điểm M có tọa độ là 2, 3 đồng thời song song với trục OX. Khi các bạn gặp một bài toán như thế này thì cái công việc đầu tiên của chúng ta là hãy vẽ hình ra để chúng ta hiểu được cái mô hình của bài toán đang xảy ra như thế nào. Rồi thầy vẽ hệ trục tọa độ này. Đấy, sau đó thầy xác định điểm M có tọa độ là 2, 3 này. Đây, chúng ta thấy điểm M có tọa độ là 2, 3. Nhiệm vụ của chúng ta là phải lập được cái đường thẳng đi qua điểm M. Lập được phương trình của đường thẳng đi qua điểm M và có tọa độ là 2, 3. Thầy gọi đường thẳng này là đường thẳng delta. Quan sát trên hình vẽ chúng ta phát hiện ra là cái vector chỉ phương của trục OX. Đấy các bạn nhìn này, vector chỉ phương của trục OX. Lúc nãy chúng ta nói nó là vector y đấy. Đấy, các bạn thấy rằng cái vector chỉ phương của trục OX cũng chính là vector chỉ phương của đường thẳng delta. Từ đây chúng ta suy ra được đường thẳng delta sẽ đi qua điểm M tọa độ là 2, 3. Có vector chỉ phương bằng vector y. Tức là chúng ta chọn vector chỉ phương bằng vector y. Vector y thì tọa độ của nó là 1, 0. Từ đây suy ra đường thẳng delta có phương trình tham số là x bằng y bằng. Thầy mời Lâm đọc cho thầy kết quả của đường thẳng delta nào Lâm. Dạ thưa thầy. Ừ. Delta có phương trình là em thấy delta có phương trình là t
cộng 2. 2. Rồi, tiếp. Dưới là y bằng 3. Rồi, y bằng 3. Ở đây các bạn lưu ý cho thầy như sau. Lưu ý cho thầy, đây là một điểm rất đặc biệt nhé. Vì trong cái quá trình làm trắc nghiệm ấy, thì có thể các bạn ra kết quả như thế này. Thế nhưng người ta lại ra một cái đáp án khác của các bạn. Đó là như thế này. Quan sát trên hình vẽ thì các bạn thấy rằng là ngoài việc cái đường thẳng delta này này các bạn này. Ngoài việc cái đường thẳng delta đi qua điểm M thì nó còn đi qua cả cái điểm ở chỗ này nữa. Thầy tạm gọi là điểm N nhé. Đấy. Tạm gọi là điểm N. Các bạn nhìn thấy đường thẳng delta đi qua điểm N không? Thế do đó cái đường thẳng delta này người ta còn có một cách viết khác như thế này. À, đường thẳng delta khi đấy nó đi qua điểm N. Tọa độ là 0,3. Có vector chỉ phương U bằng vector Y. Có tọa độ là 1,0. Thì cái đường thẳng delta này còn có một cái phương trình như sau. Đó là x bằng t và y bằng 0. Đấy, các bạn chú ý nha. Ngoài cái kết quả có ở phía trên thì chúng ta còn có thể sử dụng kết quả ở phía dưới vẫn được. Được chưa các bạn? À xin lỗi, t bằng 3, y bằng 3. Chỗ này y bằng 3, thầy viết bị nhầm mất. Nhân dưới cộng trên mà, cộng trên là 3. Rồi chúng ta cùng xét một ví dụ số 7, tương tự như ví dụ số 6 như sau. Hãy lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm M có tọa độ 2,3. Đồng thời song song với trục OI. Đồng thời song song với trục OI. À, chúng ta cùng xây dựng cái hệ trục tọa độ. Xác định điểm M có tọa độ 2,3. Rồi đây chính là vị trí điểm M. Đường thẳng delta đi qua điểm M và song song với trục OI. Vậy đường thẳng delta nó đi như thế này. Quan sát trên hình vẽ các bạn sẽ nhận thấy cái vector chỉ phương của trục OI chính là vector Z, thầy dùng màu đỏ đấy. Đấy, vector Z này. Nó chính là một vector chỉ phương của đường thẳng delta. Từ phân tích như vậy, chúng ta suy ra cái đường thẳng delta này sẽ đi qua điểm M có tọa độ là 2,3. Và có vector chỉ phương U bằng vector Z, tọa độ là 0,1. Nên đường thẳng delta có phương trình là... Thầy mời Linh Đan đọc cho thầy phương trình của delta nào. Em thấy là x là 2 ạ. X là 2, y bằng y là t cộng 3. Rồi, t cộng 3. Rồi, chính xác rồi nha. Câu chuyện là sau này khi các bạn làm bài tập thì cái kết quả này này người ta có thể viết theo nhiều cách khác nhau. Đó là gì? Sẽ thay đổi cái thằng T cộng 3 này các bạn này. Đấy, thay đổi thằng T cộng 3. Thì người ta có thể viết kết quả như sau. Kết quả thứ nhất. Đó là đường thẳng delta có thể là phương trình của nó sẽ là x bằng 2, y bằng T thôi. Vẫn đúng các bạn nhé, vẫn đúng. Hoặc là đường thẳng delta có phương trình là x bằng 2,
y bằng t trừ 1 vẫn có thể là đúng các bạn nhé. Hoặc là delta có phương trình x bằng 2 y bằng t cộng 7 vẫn được các bạn nhé. Vậy thì mặc dù các bạn viết ra kết quả là t cộng 3 nhưng đề bài có thể biến đổi nó thành là t, là t trừ 1, là t trừ cộng 7, vân vân. Cái quan trọng nhất là nó vẫn giữ được cái x bằng 2 ở trên đầu này các bạn. Thì trong quá trình làm việc thì các bạn sẽ phát hiện ra là cùng là một phương trình đường thẳng nhưng người ta có nhiều cái cách viết khác nhau, nhiều kết quả khác nhau. Như vậy chúng ta đã biết rằng để lập phương trình một đường thẳng thì nó cần có hai yếu tố. Chúng ta quay lại này. Đấy, để lập phương trình một đường thẳng thì nó cần có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là điểm mà đường thẳng đi qua. Yếu tố thứ hai đó là vector trị phương. Như vậy, sau này người ta yêu cầu chúng ta lập phương trình đường thẳng thì các bạn hãy kiểm tra xem là cái đường thẳng đó đi qua điểm nào và nó nhận vector nào là vector trị phương. Hai yếu tố, một là điểm và hai là vector trị phương. Chúng ta chuyển sang bài toán số 2. À, đây là một cái bài toán thường xuyên mà chúng ta gặp trong quá trình làm về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Bài toán này được phát biểu như sau. Đó là hãy lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A và đi qua điểm B. Về mặt hình ảnh, chúng ta có hình vẽ như thế này. Đấy, các bạn nhìn đường thẳng delta này. Đi qua điểm A này. Đi qua điểm B này. Có thể quan sát thấy cái đường thẳng này hiện tại đang đi qua một trong hai điểm. Các bạn chọn điểm A cũng được, mà chọn điểm B cũng được. Như vậy suy ra đường thẳng delta sẽ đi qua điểm A. Các bạn nào không thích điểm A có thể chọn điểm B. Quan sát trên hình vẽ chúng ta phát hiện ra là cái vector AB này chính là vector chỉ phương. Như vậy vector chỉ phương U chúng ta chọn là vector AB. Nếu bạn nào không thích vector AB thì có thể chọn vector BA cũng được. Hoặc các bạn có thể chọn những vector nó bé hơn, nó ngắn hơn một chút. Thì tất cả những vector này đều là vector chỉ phương hết các bạn nhé. Đấy, đều là vector chỉ phương hết. Để cho đơn giản thì người ta thường hay chọn luôn đó là vector AB. Và khi đường thẳng delta đã đi qua điểm A và có vector chỉ phương là vector AB rồi, thì chúng ta sẽ lập được phương trình tham số của nó. Chúng ta xét ví dụ số 1 như sau. Hãy lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A có tọa độ 2, 1 và điểm B có tọa độ 4. Chúng ta cùng vẽ hình cho bài toán nhé. Đây, các bạn cùng nhìn hình vẽ của bài toán đây. Đây là điểm A này. Đây là điểm B này. Rồi giả sử ở đây chúng ta chọn điểm A nhé. Tức là đường thẳng sẽ đi qua điểm A. Suy ra đường thẳng delta sẽ đi qua điểm A có tọa độ là 2, 1. Nếu các bạn chọn vector AB làm vector chỉ phương thì chúng ta sẽ viết như sau. Đó là vector chỉ phương U được chọn là vector AB. Tọa độ sẽ là lấy tọa độ điểm B trừ đi tọa độ điểm A là 2, 2. Vậy thì đường thẳng delta sẽ có phương trình tham số là. Rồi thầy mời Mai đọc cho thầy kết quả nào Mai. Thầy là 2t cộng 2. Đúng rồi. 2t cộng 2.
Đúng rồi, 2t cộng 2 y bằng2t ạ. 2t cộng trên nữa. À 2t cộng 1 ạ. Ok, chính xác rồi nha. Như vậy là chúng ta có thể ra được một kết quả như các bạn đang thấy. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thể ra một kết quả khác. Các bạn nhìn này. Giả sử thầy viết như sau, à đường thẳng delta khi đấy nó đi qua điểm điểm B cơ. Đấy, điểm B thì tọa độ của nó là 4, 3. Và vectơ chỉ phương U thầy chọn là vectơ AB. Tọa độ của nó sẽ là 2, 2. Thì chúng ta sẽ ra được một cái kết quả như thế này. Đường thẳng delta có phương trình là, thầy mời Minh Thư. Minh Thư có mic không? Rồi thầy mời Bách nào. Bách có mic không mic? Bách. Rồi thầy mời Nguyễn Sơn nào. Nguyễn Sơn. Sao? Sơn Sơn có mic không? Ok, Sơn đọc cho thầy phương trình nào. Tôi thì là x bằng bốn t cộng với bốn t cộng hai ạ. Không không không, em phải đọc là nhân dưới rồi cộng với trên. Bốn t cộng Nhân dưới này. bộ nhân Xong mới cộng với ở phía trên này. 2t, 2t cộng 4. Đúng rồi. Tiếp nào. Thứ hai là 2t cộng 3. Rồi, ok. Rồi. Tốt rồi nha. Như vậy là các bạn ra được cái kết quả thứ hai như thế này. Các bạn thấy hai cái đáp án này về mặt hình dáng có khác nhau không? Đấy, hai cái đáp án này các bạn nhìn là thấy cái hình dạng của nó ở ngoài này là khác hẳn nhau nhé, khác hẳn nhau đấy. Thế nhưng nó đều là kết quả đúng các bạn, đều là kết quả đúng. Dẫn đến là gì, khi các bạn làm trắc nghiệm về phần đường thẳng đấy để chọn được kết quả đúng hay kết quả sai ấy, nó hơi phức tạp đấy, hơi phức tạp. Bây giờ thầy lại viết theo cách thứ ba như sau, các bạn nhìn kỹ này. Thầy lại chọn đường thẳng delta đi qua điểm A cơ. Đấy, đi qua điểm A này, tọa độ của nó là 2,1. Bây giờ thầy sẽ chọn vectơ pháp chỉ phương của nó là vectơ này này. Không phải là vectơ AB nữa, mà thầy chỉ lấy là 1 phần 2 của vectơ AB thôi. Đấy, thầy chỉ chọn là 1 phần 2 của vectơ AB thôi các bạn nhé. Vậy thì vectơ chỉ phương U ở đây, thầy chọn là bằng 1 phần 2 của vectơ AB. Do đó tọa độ của nó sẽ là 1,1. Được chưa các bạn? 1,1. Thì đường thẳng delta lại có phương trình là đi qua điểm A có tọa độ 2,1. Có vectơ chỉ phương U là 1,1 thì phương trình của nó sẽ là, thầy mời bạn Thùy Dương đọc cho thầy đường thẳng delta nào. Em đã thấy là x bằng t cộng 2 Rồi t cộng 2 y bằng. y bằng t cộng 1 ạ. Rồi thầy cảm ơn Dương nha. Rồi chúng ta lại có cái kết quả thứ ba như thế này. Ơi. Hỏi là sau 1 phần 2 AB bằng 1,1 ạ. Em nhìn tọa độ của AB ở đây là 2,2 này. Thì 1 phần 2 của nó sẽ là 1,1. Ok chưa em? À thế ơi, Rồi. Sao ở Dương? hôm nay bạn Vũ Trung Thành lại xin nghỉ, bạn ấy bị ốm ạ. Ok, thầy lưu lại video xong thầy sẽ gửi lại cho bạn Thành nhé. Rồi. Nào bây giờ các bạn cùng nhìn này. Có phải là chúng ta có một đề bài là đi qua điểm A và B
Nhưng mà đến thời điểm này các bạn có tận 1, 2, 3 đáp án. Và sau này khi các bạn làm trắc nghiệm thì người ta cũng sẽ đưa ra 3 đáp án như thế này luôn. Do đó khi mà chúng ta làm ra kết quả mà chúng ta thấy không giống đáp án của đề bài ấy, thì chúng ta là một là phải thay đổi vector cho nó phù hợp. Hai là chọn lại điểm cho phù hợp. Ví dụ lúc đầu các bạn làm là đi qua điểm A và có vector chỉ phương là vector AB. Nhưng các bạn thấy không có đáp án trong đề bài thì các bạn lại phải thay đổi là đi qua điểm B và có vector chỉ phương. Cũng không thấy trong đề bài thì các bạn lại phải thay đổi là điểm A và vector U là 1/2 của vector AB. Tức là chúng ta phải liên tục thay đổi điểm, thay đổi vector sao cho phù hợp và ra được cái đáp án của đề bài. Rồi từ đấy chúng ta mới chọn đáp án. Đây cũng là một việc hết sức khó khăn khi chúng ta làm trắc nghiệm về phần phương trình đường thẳng. Nếu làm tự luận thì các bạn làm kiểu gì cũng đúng, làm theo cách 1, cách 2, cách 3 đều đúng. Nhưng nếu làm tự trắc nghiệm thì các bạn chọn đáp án sẽ hơi vất vả một chút. Thế nên tẹo nữa khi làm bài tập có cái vấn đề gì khó, các bạn phải bật mic lên hỏi thầy ngay các bạn nhé. Rồi chúng ta xét ví dụ số 2 là một ví dụ rất đặc biệt như sau. Hãy lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A có tọa độ 2, 3, đi qua điểm B có tọa độ 2, 7. Rồi 2, 3, 2, 7. Các bạn nên tạo một cái thói quen đó là vẽ hình các bạn nhé. Vẽ hình. Cái điều này nó rất là quan trọng để chúng ta hình dung ra được những cái vector trong hình vẽ. Rồi thầy chọn luôn vector AB là vector chỉ phương nhé. Thì từ đây chúng ta suy ra được đường thẳng delta có phương trình là. Đấy, từ đây chúng ta suy ra đường thẳng delta sẽ đi qua một trong hai điểm, đó là điểm A có tọa độ là 2,3, điểm B có tọa độ là 2,7. Thì chọn điểm A thôi, thì vector chỉ phương U của nó bằng vector AB. Vector AB thì có tọa độ là 0,4. Vậy thì đường thẳng delta có phương trình là x bằng 2, y bằng 4t cộng 3. Hãy lưu ý đây là kết quả thứ nhất. Tại sao thầy nói đây là kết quả thứ nhất? Vì có một người khác sẽ làm như sau. À, đường thẳng delta sẽ đi qua điểm A có tọa độ là 2, 3. Nhưng vector U chỉ lấy bằng một nửa của vector AB thôi. Các bạn nhìn trên hình vẽ này, một nửa của vector AB ấy, thì nó vẫn là vector chỉ phương các bạn nhé. Đấy, vẫn là vector chỉ phương. Một nửa của vector AB tọa độ của nó sẽ là 0, 2. Vậy chúng ta suy ra đường thẳng delta có phương trình là x bằng 2, y bằng 2t cộng 3. Các bạn nhìn thấy được chưa? 2t cộng 3. Vậy đây lại là một kết quả thứ hai. Ai làm cũng đều ra kết quả đúng cả. Cách 1 vẫn ra kết quả cũng đúng, mà cách 2 ra kết quả cũng đúng. Tiếp tục này. Một bạn khác lại bảo là tớ lại thích cái đường thẳng delta này đi qua điểm A có tọa độ là 2, 3. Và vector chỉ phương U chọn bằng 1/4 của vector AB. Tức là chọn nó ngắn hơn nữa đi. Đấy, 1/4 của vector AB thôi. À, khi đấy, tọa độ của vector U sẽ là 0, 1. Vậy kết quả ở đây sẽ là x bằng 2, y sẽ bằng t cộng 3. Đấy, các bạn nhìn thấy được chưa? T cộng 3. Và đây là kết quả số 3. Lưu ý rằng đây vẫn là một kết quả đúng. Đây vẫn là một kết quả đúng các bạn nhé.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái kết quả tổng quát như sau. Các bạn cùng nhìn này. Nếu các bạn gặp cái đường thẳng delta có đi qua hai điểm A và B rất đặc biệt như thế này. Thầy hỏi, đặt ra câu hỏi là tại sao nó lại đặc biệt như vậy? Thì các bạn hãy quan sát cái tọa độ đầu của nó giống hệt nhau này. Được chưa các bạn? Tọa độ đầu giống hệt nhau. Thì chúng ta có thể đọc luôn. À, vậy đường thẳng delta có phương trình là... Các bạn cố gắng nhớ được kết quả này nha. Đường thẳng delta có phương trình là x bằng 2. Đây, x đây, vị trí của x đây. Còn vị trí của y này, y sẽ bằng a nhân t cộng với b với điều kiện là a khác không. Còn các bạn thích số a là gì cũng được mà b là gì cũng được. Các bạn nhớ được kết quả chưa? Vậy sau này nếu chúng ta phải lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm a và đi qua điểm b, nếu cái tọa độ đầu tiên của nó giống nhau thì đường thẳng delta sẽ có dạng như thế này. Các bạn chọn A là bao nhiêu cũng được mà chọn B là bao nhiêu cũng được với điều kiện A khác không. Đây các bạn có thể quan sát lên trên. Đã thấy kết quả của nó chưa các bạn? Đây ví dụ A ở đây chọn là 4 này, B ở đây chọn là 3 này. Đấy, A ở đây chọn là 2 này, B chọn là 3 này. A ở đây chọn là 1 này, B chọn là 3 này. B các bạn chọn số nào cũng được, không nhất thiết phải là số 3 đâu các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái nhận xét tương tự. Đó là gì? Nếu cái đường thẳng delta này các bạn này, nó đi qua điểm A có tọa độ là 2, 6, điểm B có tọa độ là 7, 6. Rồi chúng ta phát hiện ra điều gì ở đây? Đấy, đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là cái tọa độ Y của nó giống hệt nhau. Đấy các bạn nhìn thấy tọa độ Y của nó giống nhau. Còn tọa độ x thì thay đổi. Khi đó cái đường thẳng delta này sẽ có phương trình là y bằng 6. Còn x thì sẽ bằng một số tùy ý. Nhắc lại nhé, bằng một số tùy ý. Tức là AT cộng B với A khác không. Như vậy nếu tọa độ x mà bằng nhau thì x sẽ bằng 2 và y là một số tùy ý. Được chưa các bạn? Là một số tùy ý. Còn nếu tọa độ y mà bằng nhau thì y sẽ bằng 6 và x là một số tùy ý. Đây là hai cái đường thẳng rất đặc biệt mà các bạn sẽ gặp trong quá trình làm bài tập. Nên các bạn nhớ được thì sẽ là tốt nhất. Ngoài ra các bạn có thể trình bày lời giải như ở phía trên thầy đã trình bày. Chúng ta sang cái nội dung thứ ba. Một số chú ý như sau. Đấy, các bạn nhớ cho thầy một số chú ý này. Giả sử chúng ta có đường thẳng delta có phương trình là x bằng 2t cộng 1, y bằng t trừ 2, thì chúng ta có thể rút ra được những kết luận như sau. Có thể rút ra được những kết luận như sau. Kết luận thứ nhất là kết luận về vector chỉ phương. Và kết luận thứ hai là kết luận về điểm mà đường thẳng đi qua. Kết luận thứ nhất về vector chỉ phương. Các bạn lấy hệ số của T này, hệ số của T. Vậy là vector chỉ phương U sẽ có tọa độ là 2, 1. Đấy, vector chỉ phương U có tọa độ là 2, 1.
Và K lần vector U cũng là vector chỉ phương với K khác không. Với K khác không. Ví dụ, nếu thầy cho K bằng 2, thì 2 lần vector U có tọa độ là 4, 2 cũng là vector chỉ phương. Nếu thầy cho K bằng âm 3, thì âm 3 lần vector U có tọa độ là âm 6, âm 3 cũng là vector chỉ phương. Như vậy, khi chúng ta biết được phương trình tham số của đường thẳng, biết được phương trình tham số của đường thẳng, thì chúng ta có thể tìm ra được vector chỉ phương của đường thẳng các bạn nhé. Rồi, cái ý thứ hai đó là chúng ta sẽ tìm được các điểm mà đường thẳng đi qua, hoặc là các điểm thuộc vào đường thẳng. Cách thứ nhất là các bạn cho T bằng 0. Khi cho T bằng 0 thì các bạn sẽ được cái phần hệ số tự do đằng sau này. Đấy, các bạn nhìn thấy phần hệ số tự do đằng sau này không? Thì nó sẽ đi qua điểm M có tọa độ là 1, âm 2. Chúng ta lại có thể cho T bằng 1. Thì nó sẽ đi qua điểm N có tọa độ là, lấy số 1 thay vào T các bạn nhé, thì x sẽ là 3 và y sẽ là âm 1. Vậy nó đi qua điểm N có tọa độ là 3, âm 1. Bây giờ thầy lại lấy T bằng một giá trị khác, ví dụ T bằng 2 chẳng hạn, thì nó sẽ đi qua điểm P có tọa độ là, thay số 2 vào đây, 2, 2 là 4, cộng 1 là 5, 2 trừ 2 bằng 0. Vậy nó đi qua điểm P có tọa độ là 5, 0. Một cách tổng quát là các bạn cho T một giá trị bất kỳ thì các bạn sẽ suy ra cái điểm mà đường thẳng đi qua. Được chưa các bạn? Đấy. Và cụ thể ở đây điểm Q sẽ có tọa độ là 2T cộng 1, T trừ 2. Đấy, chúng ta cứ lấy cái giá trị T này thay vào cái tọa độ ở bên này, biểu thức ở bên này, thì sẽ ra được tọa độ của điểm Q. Kết luận, khi chúng ta có được một phương trình tham số thì chúng ta có thể tìm được vector chỉ phương bằng cách lấy hệ số của T. Chúng ta có thể tìm được các điểm thuộc vào đường thẳng bằng cách cho T những giá trị bất kỳ. Trường hợp đặc biệt nhất đó là khi cho T bằng 0 thì chúng ta sẽ được cái hệ số tự do ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy hệ số tự do ở đây luôn nhé. Toàn bộ nội dung bài toán thầy đã trình bày xong. Đấy, toàn bộ nội dung của buổi học thầy đã trình bày xong, gồm có các ý như sau. Ý thứ nhất đó là lập phương trình đường thẳng tham số, phương trình tham số của đường thẳng, biết nó đi qua điểm và có vector chỉ phương. Cách đọc là nhân dưới cộng trên. Các bạn nhớ nhé, điểm đặt ở trên, vector đặt ở dưới, đọc là nhân dưới cộng trên. Có một số trường hợp đặc biệt, đó là đường thẳng là trục OX, đường thẳng là trục OY, đường thẳng là đường thẳng song song với các trục OX và song song với các trục OY. Các bạn phải đọc thật kỹ những cái ví dụ số 6 và ví dụ số 7. Bài toán số 2 đó là lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Các bạn sẽ nhận thấy là có thể có rất nhiều các kết quả đúng trong cùng một bài toán. Có hai trường hợp đặc biệt thầy tóm tắt ở đây. Đó là nếu x bằng nhau thì x bằng 2 và y là một số bất kỳ. Nếu y bằng nhau thì y bằng 6 và x là một số bất kỳ. Khi nó là một số bất kỳ thì nó sẽ được biểu diễn là AT cộng B các bạn nhé. AT cộng B. Với A và B là một số tùy ý, A khác không. Chúng ta có một cái chú ý là khi có phương trình tham số của đường thẳng thì có thể tìm được vector chỉ phương và có thể tìm được các điểm mà đường thẳng đi qua.
Toàn bộ nội dung của bài học thầy đã trình bày xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập